Anh chị em vừa nghe cha phó sứ công bố bài tin mừng, và sau đó thì ngài cất lên: đó là lời Chúa. Mà những gì anh chị em nghe đó là nghe bằng tiếng Việt Nam. Thế như vậy là Chúa nói với mình bằng tiếng Việt à? Có ai dám trả lời câu này không? Chúa nói với chúng ta bằng tiếng Việt à? Chứ không nói bằng tiếng Latin à? Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng mà khi ngài ngỏ lời với chúng ta là con người thì làm sao để mình hiểu được? Ngài phải dùng ngôn ngữ của con người chứ, đúng không? Thì mình mới hiểu được. Cụ thể là Kinh Thánh, mà mỗi tuần anh chị em nghe một vài bài. Kinh Thánh trước hết được viết bằng tiếng Do Thái, rồi đến thời Tân Ước thì được viết bằng tiếng Hy Lạp, rồi sau đó mới được dịch sang các thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Việt Nam của chúng ta. Và khi Thiên Chúa dùng ngôn ngữ của con người để nói với con người thì anh chị em biết đấy, ngôn ngữ bao giờ nó cũng gắn liền với văn hóa xã hội của một thời đại. Ta lấy một ví dụ cụ thể, cách đây 40 năm thôi, anh chị em và tôi là những người sống ở trong miền Nam này, lúc đó mình nghe những cái từ như là hồ hởi, phấn khởi, nghe có lạ tai không? Nghe rất là lạ tai. Bây giờ mình nói ngon lành. Và có nhiều từ ngữ mà ngày hôm nay chúng ta nói, nhưng mà người xưa người ta không nói tiếng Việt của mình. Cho nên ngôn ngữ bao giờ nó cũng gắn với văn hóa xã hội của một thời đại. Tương tự như vậy, cái hình ảnh con chiên và người chăn chiên, mục tử đó, là một hình ảnh rất thân quen, rất gần gũi với người Do Thái. Và vì thế Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói với người ta. Chúng ta nhờ đó mới có thánh tịnh nổi tiếng: Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Và các học giả đếm thì họ thấy là ở trong Kinh Thánh tổng cộng có tới 500 lần cái hình ảnh con chiên được nhắc tới. Anh chị em thấy ghê không? 500 lần. Nó là một hình ảnh rất gần gũi, thân quen với người Do Thái. Nhưng mà với người Việt Nam mình thì đâu hẳn là thân quen vậy đâu. Trong nhà thờ này thì không chừng là có nhiều người chưa từng thấy một con chiên bao giờ ấy chứ. Phải không? Tôi nói là thấy, là thấy tận mắt ấy, chứ không phải là thấy ở trên màn hình đâu. Mình đâu có thấy con chiên bao giờ đâu. Nói mình chăn trâu chăn bò thì có lẽ nó cụ thể hơn, chăn chiên nghe nó xa lạ lắm. Và chính vì thế chúng ta phải vượt lên trên những hình ảnh được dùng ở trong Kinh Thánh để hiểu được cái điều mà Thiên Chúa muốn nói với mình. Khi Chúa Giêsu nói rằng tôi là mục tử nhân lành, Ngài muốn nói điều gì? Ngài muốn diễn tả cái tình thương, cái sự chăm sóc của Ngài cho chúng ta là đoàn chiên của Chúa. Chúa thương chúng ta lắm, và Chúa chăm sóc cho chúng ta lắm, đến cái mức độ là Chúa hy sinh cả mạng sống mình cho chúng ta được sống. Tôi là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hiến mạng sống cho đoàn chiên. Điều mà Chúa muốn nói với mình là như thế. Và đấy cũng chính là dấu hiệu để nhận diện đâu là mục tử đích thực và đâu là mục tử giả hiệu. Anh chị em nghe ở trong bài đọc thứ nhất, tôi đoán là anh chị em khó lĩnh hội lắm, bởi vì nó chỉ là một trích đoạn của sách Công Vụ thôi. Thánh Phêrô và Thánh Gioan bị điệu ra trước Thượng Hội đồng Do Thái
mà tại sao bị điệu ra đó. Thế thì chúng ta phải nhớ lại cái chuyện trước đó là hai vị lên đền thờ cầu nguyện, thấy ở cửa đền thờ có một anh què, anh ngồi đó anh ăn xin. Anh Phêrô mới nói với anh một câu rất nổi tiếng: vàng bạc thì tôi không có, nhưng có điều này tôi cho anh là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, hãy đứng dậy mà đi. Anh ta được chữa lành, đứng dậy mà đi. Và sau đó thì Thánh Phêrô giảng cho người ta biết về Chúa Giêsu, nhờ danh Chúa Giêsu mà người què này được chữa lành. Đấy là lý do mà các ông thượng hội đồng, các ông ấy lôi Thánh Phêrô và Thánh Gioan ra tòa. Và cái mục đích của họ là gì? Nếu mà chúng ta đọc ở trong sách Công Vụ thì sẽ thấy kể họ bàn tính với nhau thế này này. Mấy cái ông này vừa làm một phép lạ tỏ tường, cái anh què ai cũng biết bây giờ nó được chữa lành, nó đứng dậy, nó đi ngon lành. Cả thành Jerusalem này ai cũng biết, mình không có chối được. Thế thì bây giờ mình chỉ có cách đó là cấm hai cái ông này không có được giảng về ông Giêsu nữa. Mục đích của họ là như vậy. Mà họ là ai thưa anh chị em? Họ là các thượng tế, các kỳ mục, những nhà lãnh đạo của Do Thái lúc đó, có nghĩa là những mục tử đấy. Nhưng mà rõ ràng các ông ấy, những mục tử, chỉ đi tìm bảo vệ cái địa vị, cái quyền lợi của mình thôi, chứ không phải đi tìm sự sống và ích lợi cho đoàn chiên. Đấy là những mục tử giả hiệu. Và trong sách Tiên tri Isaia, Ngài còn gọi các mục tử thời của Ngài là chó câm và chó đói. Chó câm là bởi vì những điều sai trái của người ta mà không dám nói để người ta sửa. Và chó đói là bởi vì chỉ đi lo ăn, lo đào phép, lo kiếm nguồn lợi cho mình. Chỉ có Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, vị mục tử yêu thương chăm sóc đoàn chiên đến độ hy sinh cả mạng sống cho đoàn chiên. Vậy thì thưa anh chị em, có hai điều tôi muốn thưa với anh chị em. Thứ nhất, Chúa Giêsu là mục tử nhân lành và tất cả chúng ta đây này là chiên của Chúa. Và thực sự thì anh chị em có lòng tốt, thỉnh thoảng anh chị em gặp tôi hay là các cha ở trong giáo phận, anh chị em nói con là con chiên của cha đây mà, cảm ơn anh chị em. Mà thực sự không phải là chiên của cha đâu, chiên của Chúa. Chiên của Chúa, và tôi cũng là chiên của Chúa thôi. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô làm sao? Hãy chăm sóc chiên của thầy. Của thầy chứ không phải của anh đâu. Cho nên tất cả chúng ta, giám mục, linh mục, nữ tu hay giáo dân, là chiên của Chúa. Và là chiên của Chúa thì điều quan trọng là gì? Là phải biết Chúa và nghe tiếng Chúa. Chúa Giêsu nói rõ ràng: tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. Là chiên của Chúa phải như vậy. Thế thì chúng ta đừng có vội để mà tin mà chạy theo những mục tử giả hiệu. Nói nghe có vẻ hấp dẫn lắm, nhưng mà thực chất là toàn chuyện hão huyền không à. Thánh Phaolô ngày xưa, Ngài nói với đồ đệ của Ngài là giám mục Timôthê thế này: sẽ đến một thời người ta không chịu nghe đạo lành mà chỉ nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Họ sẽ ngoảnh tai không nghe lời chân lý mà chỉ chạy theo những chuyện hoang đường.
Anh chị em đọc lại thư thứ nhất Timôthê sẽ thấy. Mà tôi thấy cái lời khuyên của Thánh Phaolô vẫn còn thích hợp cho đến ngày hôm nay. Các cha kể cho tôi nghe, lên trên YouTube ấy, trời ơi, người ta lên nhiều lắm, nào là nhóm Đức Chúa Trời Mẹ, nào là nhóm Mẹ Chúa Cha, rồi thì nhóm này khoe là trừ được quỷ, nhóm kia thì khoe là chữa được nhiều bệnh, chả thấy nói gì về Chúa Giêsu cả. Thế thì là chiên của ai? Chiên của ai? Có thực sự là chiên của Chúa Giêsu không? Chúng ta phải suy nghĩ về chuyện đó. Và điều thứ hai tôi muốn thưa với anh chị em, tất cả chúng ta là chiên của Chúa. Và đồng thời khi mình chịu phép rửa tội thì Chúa cho mình được chia sẻ với chức năng mục tử của Chúa. Anh chị em sẽ nói với tôi là cái điều này là nói về các linh mục à, thì đúng rồi, linh mục là ưu tiên, bởi vì qua bí tích truyền chức thánh, Chúa ban cho linh mục cái ơn để có thể hành động nhân danh chính Chúa Kitô, hành động trong tư cách của chính Chúa Kitô. Nhờ vậy các linh mục mới ngồi trong tòa giải tội được chứ, nhờ vậy các linh mục mới dâng lễ được chứ. Anh chị em nói đúng. Nhưng không chỉ có các linh mục mà tất cả chúng ta đây này, qua bí tích thánh thể, chúng ta được chia sẻ cái chức năng mục tử của Chúa Giêsu và mình thể hiện chức năng đó trong bổn phận của mình, làm cha, làm mẹ trong một gia đình hoặc là một bổn phận nào đó trong đời sống xã hội. Và theo gương Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, khi mình làm những việc bổn phận đó, mình đừng chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình, mà biết nghĩ đến ích lợi của người khác, của những người mà Chúa trao cho chúng ta chăm sóc. Đó là chúng ta sống theo gương vị mục tử nhân lành. Thưa anh chị em, bằng cách đó, tất cả anh chị em và tôi, mình cộng tác với nhau, góp phần với nhau để xây dựng hội thánh Chúa thực sự thành đoàn chiên đích thực của Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Và nhờ đó có thể giới thiệu Chúa cho nhiều người khác hơn, như chính Chúa nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay: tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một người chăn chiên. Amen.